Thấy đây là chiếc uh, Vision phiên bản đi chợ đầu tiên trên thế giới mà gắn hai cây trợ lực. Cây đầu tiên là cây trợ lực trung tâm nằm ở trên cái cổ và cái thứ hai là một cái cây, cây uh, trợ lực cổ nằm ở dưới uh, cái phần cổ. À đầu tiên mình mới thấy được một con uh, Vision mà hầu như là full option Nói chung là cái dàn đồ trên xe nó cũng không có gọi là VIP slip gì mấy Nhưng mà nói mà để gọi mà mướt con mắt á, Thì tùy theo mỗi nhìn nhận, mỗi đánh giá của mỗi người mấy bạn Còn theo mình con này nếu mà Vision mà hệ dân chơi á Thì nhìn cái này nó cũng là trong top ten là sống xanh này. Chứ uh, đa phần mấy anh em thấy clip bốn van dọn nhiều vay ô khỏi bàn vay ô từ xưa giờ là trùng trùng điệp điệp rồi vay ô là đứng top rồi vi mà cái mẫu này thì mấy anh em sẽ thấy là dọn rất ít con này hầu như những cái món đồ chơi công năng đặc dị mà ở trên xe thì những cái thứ mà lần xé cấu là hầu như là set up hết rồi Vậy con xe mấy bạn thấy như vậy thôi chứ nó đã thả rất là nhiều tiền vô trong một cái con xe Vision mà phiên bản đi chợ rồi đó các bạn ở đây các bạn sẽ thấy về riêng về cái phần bàn thờ không các bạn thấy một đống đồ thứ ở trên xe ở đây chúng ta sẽ có một cái trợ lực trung tâm xin ở trong đây thì các bạn biết là cái này là chủ yếu là làm kiển là chính chứ nó không có tác dụng nhiều Từ nếu mà anh em mà để mà chỉnh được á thì các bạn phải chỉnh cái núm ở này nè khoét cái núm này là cho nó dư ra mà khoét cái núm này dư ra thì chắc cứ một trăm phần trăm á nó sẽ không đẹp và cái thứ hai là các bạn sẽ thấy đây là chiếc uh, Vision phiên bản đi chợ đầu tiên trên thế giới mà gắn hai cây trợ lực. Cây đầu tiên là cây trợ lực trung tâm nằm ở trên cái cổ và cái thứ hai là một cái cây uh, trợ lực cổ nằm ở dưới uh, cái phần cổ. À, đây <laughs> hơi bị chiến rồi các bạn. Ở đây thì mình có tiện cho cô em thêm một cái bát nữa để uh, móc qua hai bên để làm cái gì ha? để treo đồ với bạn chứ không có làm gì hết á hỏi chắc hay không là bao chắc luôn nha khỏi phải bàn ừ. nhìn cái set phần này thôi các bạn nhìn thấy là rụng trứng rồi đúng không nhìn tới chỉ ở mặt trời luôn rồi còn trên đây là cái set uh, bàn thờ bao gồm mấy bạn sẽ thấy là có để mở đèn lên ở đây gì mấy bạn sẽ thấy có một cái uh, bợ đồng hồ của con uh, z r thì cái mẫu này là mấy bạn biết là hàng này hàng copy mấy bạn sẽ thấy rất là nhiều rồi Cái này trên đây thì nó sẽ có giờ nè, nó sẽ có km nè Nó sẽ có thể hiện euro, nó sẽ có thể hiện là xăng Dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái đồng hồ Dovol Koso minibar Khoét, mũ, tất cả mọi thứ đều là chuẩn chỉ mí mớm đồ ngon lành chành đào Trên cái phần đầu mấy bạn sẽ thấy Có một cái uh, cùm thắng RCS 14 này nhưng mà cái tay là tay uh, carbon của TBT nha các bạn ở đây sẽ có một cái bình dầu Daytona các bạn sẽ tự sạch giá giúp mình tất cả đều đã được khoét mũ hết rồi các bạn chúng ta sẽ thấy ở bên uh, cùm tăng thì sẽ có một cái uh, cùm domino màu đồng cái này thì uh, nguyên cái vàng uh, khớp của cái uh, dây dầu heo á sẽ biến tấu thành đi cái đường ống ga thay vì mấy bạn sẽ thấy những cái ống ga những cái co ga bằng inox những cái co ga bằng titanium có những cái co ga nó bằng nhôm domino thì ở đây mấy bạn sẽ thấy những anh em xe nhỏ chơi rất nhiều là cái này là cái đường dầu đi là mấy cái khớp nói dầu của heo nè của ọt nè của inox người ta sẽ biến tấu chế biến thành cái đường cho dây ga đi đây một cái set này lên quanh thì cũng tốn cũng cỡ nhiều tiền chứ không có rẻ bên đây thì mấy bạn sẽ thấy có một cái uh, à, thắng sao sau em nhưng mà cũng là xài khúc gãy carbon của TPT xin nhan thì các bạn sẽ thấy được rồi full led bóp thắng cái đã chạy bóp thắng cái đã chạy đèn pha đang sử dụng bi cầu ốp cho đèn là đang được dán màu khối các bạn ừ. tới chỉ đây set vàng chân nè, tắt này đi nó hơi màu mèo quá. Các bạn sẽ thấy có một cái set vàng chân. Ở đây chúng ta sẽ có một cái set phụt LCM. Cái này là LCM thì nó sẽ có ba cái dạng ti, một là ti trắng, hai là ti vàng và cái ti thứ ba là ti bảy màu. Thì ở trên xe này đang sử dụng là cái ti bảy màu nha thì Vision, Vio đều tất cả những cái xe tay ga thông dụng bình thường đa phần đều có phục LCM hỗ trợ cho nó hết ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái con heo heo chính hạn heo heo chính hạn đây là một cái đầu khớp nối này là của Thái các bạn các bạn đầu ngắt dầu á đẩy xuống mở ra là lụm gạo ha đẩy xuống kéo qua lại là lấy lúa rồi xong một set này từ con heo lên tên tới cái cùm thắng lanh quanh nó rơi vào khoảng tầm đâu đó đồng mấy gần hai đồng cho một cái set giống vậy con heo thì rẻ con heo heo thì lanh quanh nó khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 4 đồng 4 đồng mấy ở đây thì chúng ta có một cái uh, dĩa Rambo hàng này là hàng một một nha hiện này cũng rẻ lanh quanh nó đâu đó khoảng tầm uh, có hai đồng mấy thôi tại các bạn sẽ có một cái set này mâm thì đang sử dụng là mâm của X1R, bản này là bản nhôm CNC nhưng mà chủ xe đã bỏ luôn cái màu bạc zin ra, chủ xe sơn lại là cái màu đỏ của Candy. Tùy theo mỗi người một sở thích. thì xe chủ xe đang đi màu trắng, đúng ra là đi cái mâm màu đen mấy bạn sẽ thấy đẹp đúng không? Không? Hoặc là đi cái mâm màu bạc là mấy bạn sẽ thấy nhìn nó sáng xe không? Không? Chủ xe đang đi style là trắng đỏ đơn giản thế thôi ở đây là full nhựa nhám là hầu như là full nhựa nhám bao gồm là bợ đồ mọi thứ cái nào là nhựa nhám trên xe là mình nhúng carbon ở đây cái dân carbon các bạn thấy à? nhưng mà chủ xe yêu cầu là nhúng carbon phân mờ nha các bạn sẽ thấy nó đen hơn tí xíu là nếu mà anh em nhìn từ xa mấy bạn sẽ thấy giống như là zin gần như là 80 phần trăm nhưng mà anh em nào mà đã chơi carbon nhiều mấy bạn sẽ nhìn ở ngoài mấy bạn sẽ biết được là nó sẽ có cái điểm khác biệt đâu đó khoảng tầm là 60 so với lại là carbon fiber ở đây thì mình sẽ nhúng hết từ anh yeah, về sau là mình cũng nhúng luôn cái chụp con cống này nhúng luôn bô e nhúng hết và đặc biệt yêu cầu của anh chủ xe là cái mặt sau này nè là nhúng kem hai mặt có nghĩa là cái mặt ngoài là nhúng cho nó láng hết mặt trong cũng nhúng luôn và chụp keo hai mặt luôn nói chung là nhìn giống như là nguyên một khối carbon vậy đó yêu cầu anh chủ xe là vậy lóc nồi là mình đang là sơn màu đen và cái chữ Honda màu đỏ cho nó tiệp với là cái màu mâm anh em sẽ thấy là cái nào này nó sẽ tối hơn đúng không? thì cái này nó nằm ở trên cái nền đen mấy bạn sẽ thấy nó sẽ tối hơn là trên cái màu mâm nó sẽ dậy sáng hơn ừ. full ốc ở ngoài mặt tiền bao gồm là ốc dàn chân bao gồm là ốc dàn áo là salaya hết rồi không còn thiếu gì hết ở đây chúng ta có một cây phụt Olin mod một một ở đây chúng ta sẽ có một cái uh, cái này là không phải zin của nó nha các bạn cái này là mua ở ngoài thị trường có bán 85 mươi lăm cho một cái logo tem nổi đây chống đứng chống nghiêng là mình cũng đã thả vô là cái bộ chống đứng chống nghiêng inox bát càng thắng cũng inox set bên đây thì mấy bạn sẽ thấy cái này là web 3 mấy bạn sẽ thấy gắn rất nhiều này là chống chống tình yêu ừ. Các bạn chạy thì cái quạt gió này nó sẽ quay Ở đây sẽ có một cái uh, tăng áp MSD Đây là cái uh, dây dầu thông hơi Chủ yếu cái này là lấy là cho khiển thôi Chứ nó cũng không có thông hơi nhiều lắm Bát bô là mình cũng đã nhúng carbon hết luôn rồi Đây là set cổ Titan cho con Vision xe này là chỉ có chừa đúng một món là cái thảm để chân là mình không có nhúng carbon thì các bạn cũng biết rồi tất cả những cái đồ này mấy bạn có thể kỹ cỡ nào kỹ mấy bạn né được nhưng mà riêng về cái sàn để chân mấy bạn mà nhúng một cái thôi là quả tới bến đinh kiều liền nhúng một cái mấy bạn sẽ đạp đi kỳ tới kỳ lui chân cẳng đồ giày dép đồ thả lên đó, là nó sẽ bị xước mấy cái cạnh này nè là sẽ chóc chịu không nổi ừ. kể cả khi anh em mà nhúng carbon ở đây rồi á mấy bạn sẽ không thể nào mà mấy bạn móc đồ treo đồ như ở đây thì làm hai cái móc đồ chủ yếu là mình chỉ có treo mấy cái giống như là trà sữa hoặc là bánh tráng trộn này nọ thôi chứ còn mà không thể nào mà treo những cái đồ mà đi chợ được anh em ạ à. rồi thương xương mấy bạn đoán thử cái con xe này lên full option giống như hình dàn áo đã sơn full màu trắng dàn nhám là nhúng full carbon trừ ký sàn giò ra rồi full ốc salaya cổ titan rồi đồ chơi ở trên xe kể cả hệ thống đèn led đầy trước sau các bạn đoán thử cho mình để con xe này khoảng tầm bao nhiêu tiền là sẽ ra thành hình cho một cái comment ở bên dưới anh em nào mà có nhu cầu sơn xe hoặc là dọn xe thì các bạn cứ alo cho mình 0903 678 98 gặp Mr. Ken Bye bye, chào tạm biệt